Tập lại từ đầu luôn á. Người nó cưng. Anh nhớ bấm quay cho. Ừ, từng thần. Quá quên. Anh vừa còn, vừa kiếm quay phim này chứ. Số 3 là bài là bài gà xô này. Đúng không? Tập lại từ đầu luôn. Cái kia của nó nữa vậy, cái này rồi. Xong rồi này. Ờ, cái này rồi, nó là bài đó. Xong rồi như thế này. Nghe tập trở lên rồi. Đó, gọi là bài số 2, giờ bài số 3. Rồi có bài thứ 5 của người đó. Cái này nè. Gà xô. Tập đủ 10 lần rồi, rồi đổi cái tay này nha, tính yêu nha, đưa cái gọt ra, cái tay này, đúng rồi, quả xuống, rồi bây giờ tiếp, quả xuống, trước, mình mẹo hôm nay ngang ngực thì luôn nè, nó hơi mỏi tay, thấy nhiều, tới cái cỡ này mẹ vừa đi chiều được thôi nha, cú xuống, 2, cái này đè xuống, 3, này đẩy, hít thở bình thường nha, đừng có nín thở nha, mà nó xoay theo vòng tròn, 5, này đẩy nó, này nè, này đừng thẳng, so cứ càng tròn càng tốt theo cái cỡ này, so cái tay chịu được, so đừng ngơ ngác nè, gà chín, gà xuống so ra, con này rồi gà lên cái chân bước rộng ra một tí xíu, đó xoay ngang nha, đấy chống cái gót thôi, xoay cái này đây, mũi chân này, rồi bây giờ xoay, gà lên rồi cỡ da chân cỡ da. Đó, đẩy ra, chân đẩy ra. Dạ, đó, mày đoạn qua, đúng rồi. Mày trụ cái chân bên này nè, mày làm tầm chậm. Mày xoay bên này thì mày trụ chân này. Rồi mày xoay bên này là trụ chân này. Đó, là nó sẽ không té. Nó không té, nó có chơi bới mà. Mày trụ chân trái, xoay mà trụ chân trái nó có chơi bới, không? Ừ, đúng rồi đó. Về nó, đúng rồi. Gạt lên, tay chân ra. Đúng rồi. Rồi đổi bây giờ là trụ chân trái phải nè. Gạt lên kẹt đó, cho quay chân tiếp, muốn lên cho nó phục nhớ nhớ quay chân nha, quên nha, quay hẳn mặt vào đây luôn đó, rồi quay chân nha đó, rồi quay hẳn vào đây đó, rồi tiếp bây giờ quay hẳn vào đây. Rồi tay. Đó. Nó nhớ là bên trái phải luôn, tưởng quay phải nhấn nắp luôn, không cần biết nữa. Đó, quay đổi bên trái xong bên phải luôn. Cái này là đổi tay buộc đó, dùng dụng hôn nha nè, đó. Đúng rồi đó. Xuống lên, xô ra. Đó. Cái này thì giữ yên chân lại cho nó lại. Giữ yên chân nó luôn, đó, xoay cái hông thôi. Đổi tay. Đổi phía bên kia, giữ cứng chân này luôn, không có xoay chân, trụ dưng vững luôn, xoay hông thôi, đó, đúng rồi, thì bạn ngồi thôi, giờ cái tay mình nhớ là sau ngựa bên trước không? Ừ. Về trước đứng lại, bây giờ tiếp hai tay ôm vô, giữ lên, cái này xuống, rồi xong ôm vô lại, xuống. Không, cái này là trước mở ra, xong đẩy vậy luôn, hất vô lại giống như chim của một con vẹt, hất vô lại thì hơi cuốn để ngửa ra, theo quán tính nhỉ, ngửa tới cái tầm nào mày ngửa nó vẫn được. Tay ở trước ngực nghe mình đưa xuống dưới quá. Đúng rồi. Cái này dơ lên nè. Đè xuống. Rồi. Đè xuống. Giờ đỡ lại tay kia thì đó. Rồi thoát ra. Thoát ra. Xong rồi. Kẹp vô hông này. Hai kiểu kiểu người bạn. Vuốt ra. Nhận gót lên. Bật xuống. Bật xuống. Vuốt ra trước. Xẹp ở dưới hông. Đúng rồi. Xẹp. Rồi. Tiếp. Đó là. Ngửa ra. Hai rồi. Cái này là dùng bơ hấp nước này. Bơ này. Đưa vô. Cái kia là nó chỉ đưa ra và nó vô thôi. Còn cái này là đưa ra xong đưa xuống này vuốt cái hông của mình. Xè tay ra. Đó, đưa ra, kỳ gót chân lên, vuốt cái hông mình ra, đưa ra. Xong hạ gót chân xuống. Rồi đưa ra. Kéo vô kỳ gót chân lên. Đó, vuốt ra, xè ra, xong đó. Đi ba
làm mấy giờ lên vậy? Quẹt qua nha. Quẹt qua nha. Quẹt qua vậy nó nằm xuống. Quẹt qua, nhổ xuống. Hất xuống, thì quẹt lên. Quẹt qua, nhổ xuống. Đây là quẹt qua, đây là nhổ xuống. Hất qua, rút lên. Gạt qua, nhổ xuống. Hất lên, kéo lên. Bài số 3. Múa quen rồi nữa là múa. Trong lúc múa này vẫn múa cái bài thái cực bình thường nha, để cho nó trộn đều ra.